Xin chào tất cả các bạn nha. Tiếp tục video này mình giới thiệu cho bạn tham gia một chương trình này góp nhận token COS từ sàn COSwap các bạn. Để tham gia giá hôm nay các bạn cần xem link mô tả dưới video mà tôi đã sẽ tắt chatbot nè. Con này nó sẽ phân phối vào ngày 28 tháng 6 các bạn. Con này chạy trên 4 nền tảng BET20, EC20, TC20. Rồi nhiệm vụ đầu tiên. Nhiều với ta. Sẽ tắt nhiều với các bạn. Follow Twitter, retweet bot nè, follow Twitter nè, join group nè, upvote code nè, follow minimum nè. Vào follow minimum có được không các bạn? Rồi, xin tạo minimum đó các bạn, follow luôn nha các bạn, bắt đập luôn. Nhiều thách quá mình cũng không muốn làm. Rồi tiếp tục cùng follow Twitter nè. Rồi, các bạn bắt đập lên các bạn. Tiếp tục các bạn retweet bot. Twitter nè, follow nữa nè. Ta trên nguồn Gapo này ta. Rồi các bạn like nè. Các bạn tweet lên các bạn. Rồi các bạn bắt up lên nè. Tiếp tục thì các bạn join vào kênh Chiller nữa nè. Xong rồi, tiếp tục thì các bạn upload nè. Rồi thì các bạn vào đây thì các bạn nhấp vào video suốt cái bút các bạn. Cho những bạn nào chưa có tài khoản thì bấm vào research đăng ký cái tài khoản rồi bấm login các bạn mới bán bút mới được. Rồi xuống đây thì các bạn bấm vào tôi không phải là người máy nè. Rồi các bạn bấm bút for now nè. Rồi các bạn chụp màn hình lên giúp mình các bạn. Chụp để đó đi, sau này nó có yêu cầu thì mình ấy các bạn, mới không quay lại. Tiếp tục các bạn join vào kênh Chiller nè. Và đáp lời nè, join vào nhóm chat nè. Rồi tiếp tục các bạn bấm nút chat. Rồi các bạn bấm vào join airdrop nè. Mình sẽ nhận được 70 token code nha các bạn. Rồi các bạn lưu cấp cha nè, TC, B, M, ZC. Rồi thì cái tách nãy mình đã làm xong các bạn. Các bạn bấm vào submit đi tên các bạn. Rồi các bạn điền là username Telegram các bạn đã follow dán các bạn. Thì nhấp vào bao anh cùng nè. Các bạn nhập vào setting nè. Các bạn copy username ở chỗ này nha các bạn. A cộng anh 5 số 2 1, 2, 3, 4, 5 support. Tiếp tục thì bạn gửi lại đường link profile tại Twitter mình nha các bạn. Bạn nhập cho ba anh cùng, nhập cho một hồ sơ nè. Bạn nhập ba anh cùng nè, bạn chia sẻ nè. Rồi các bạn sẽ chép liên kết nha các bạn, bắt up lên nè. Rồi các bạn nhắn vô đây gửi cho bot. Tiếp tục thì hỏi các bạn có upvote không, các bạn bấm don các bạn. Các bạn nhấp vào đây các bạn. Rồi sorry các bạn, bạn bấm don các bạn. Tiếp tục thì bạn gỡ được đường link profile minimum. Sao kênh Chiller nó không kêu xác nhận ta. Thì trên minimum thì các bạn chỉ copy cái link minimum thôi các bạn. Vô đây là các bạn nhấp vào ảnh đen đen này các bạn. Rồi các bạn nhấp ảnh avatar của mình nha các bạn. Rồi các bạn bấm vào kế hoạch rồi bạn sao chép đường link minimum mình nha bạn. Rồi bạn bắt up lên nè. Rồi ta. Rồi bạn dán vô đây nha các bạn. Tiếp tục các bạn join vào kênh Chiller nè. Rồi bạn bấm don nè. Tiếp tục follow fanpage và submit request link bot. Thì cái link bot là cái link nào ta? Nhấp vào và bạn cùng. Rồi các bạn like nè các bạn. Các bạn chỉ dẫn như tôi quyết tăng 3 người bạn mình vào nha các bạn. Các bạn chỉ dẫn như bị giết cái game nè. Các bạn tăng vài người bạn mình vào nha các bạn. Các bạn tôi quyết like nè. Sau khi tôi quyết đi xong thì các bạn bắt up lên nè. Bạn nhấp vào bao gạch cùng nè. Nhấp vào một hồ sơ nè.
bạn chia sẻ cái bài của bạn ra tờ quiz này nè các bạn. Các bạn sẽ chép liên kết lên nha các bạn. Rồi. Các bạn dán vào đây. Tiếp tục các bạn gửi địa chỉ GBNB Smartchain Bet20 trên dưới chocolate cho mình nha các bạn. Rồi bạn sao chép bằng WhatsApp lên nè. Rồi mình đã nhận được 70 token code nè. Sao nó không kêu mình verify ta? Use xong rồi nó không kêu mình verify vào kênh nhóm Telegram group. WhatsApp seller, seller. Rồi chuyện gì là xong nghe các bạn. Ok. Như vậy mình đã hướng dẫn các bạn nhận 70 token code này đến đây cũng kết thúc các bạn. Vậy mình chào tạm biệt các bạn, hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nhé.